mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Libby Beauty Tip và mình là Libby. Như đã hứa với mọi người ở video trước thì video này mình sẽ swatch nốt 5 cây son còn lại của bộ son Ymeme Mystery dòng Volume Teen. Nếu như mọi người chưa xem dòng Blur Teen thì mình sẽ để link video ở đâu đó trên màn hình để mọi người có thể click vào xem nhé. Khác hẳn với dòng Blur Teen thì dòng Volume Teen là dòng son teen bóng đang rất là trend thị trường hiện nay. Và tất nhiên ai cũng sẽ có cho mình một hỏi son teen đúng không? Và dòng son teen bóng cũng là dòng mà mọi người request mình review nhiều nhất trên kênh của mình. Và không chần chờ gì nữa, chúng mình cùng vào swatch từng cây son một nhé. Let's go! Vẫn là thiết kế slim nhỏ nhắn với tông chủ đạo từ vỏ giấy đến thân son đều là màu hồng baby siêu đáng yêu. Thân son được bao phủ một lớp nhựa hồng bóng nhẹ kèm dòng chữ Mystery đơn giản mà cực kỳ xinh xắn. Đầu tiên sẽ là màu 001 Mystery Cherry, là tông đỏ tươi an toàn cho mọi tông da, phù hợp cho cả khi make up đậm hoặc là make up nhẹ nhàng sương sương. Tất nhiên là cũng sẽ làm trắng men răng của chúng mình nữa. Chất son tin bóng khi mới thoa lên môi thì cảm giác rất là ẩm mịn và mướt, sau đó để lại một lớp finish bóng. Độ bóng và tông màu lên thế nào thì sẽ phụ thuộc vào việc mình đánh mỏng hay là dày. Muốn bóng nhẹ thì sau khi đánh chúng mình hãy bặm bặm mô một xíu là độ bóng sẽ được giảm xuống. Còn muốn bóng ít thật là ít thì có thể bặm bặm ra giấy ăn một chút. Việc bặm ra giấy ăn cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến màu son của chúng mình đâu. 002 là một tông cam pha chút đất, pha chút đỏ tươi, vừa trẻ trung trendy, vừa hợp với khá các tông da. Và đặc biệt là son này còn rất hợp với layout make up hôm nay của Linh nữa chứ. Cứ mỗi lần dùng son tin bóng là Linh sẽ sử dụng màu mắt có nhũ để tổng thể màu sẽ được phù hợp và hài hòa với nhau hơn. Dù là son tin bóng nhưng không hề gây dính lem nhem, nếu đeo khẩu trang thì cũng chỉ dính ra khẩu trang một xíu xíu thôi. Đến màu 003 Mystery Beach, nghe tên là cũng có thể đoán đây là một em son tông hồng đào rồi đúng không? Linh thích màu này nhất trong 5 cây son vì màu lên môi rất là đáng yêu. Chất son căng mọng đến mức có thể che phủ toàn bộ rãnh môi của Linh, nhìn cứ như vừa đi tiêm môi xong về mới yêu cơ chứ. Tuy là son tin bóng nhưng độ bám màu khiến mình khá là bất ngờ vì khi lau son đi thì vẫn để lại một lớp base màu đúng với màu son chứ không phải là một lớp base hồng xỉn da hoặc là neon như các loại son khác. Chắc cũng có chữ tin nên khi tẩy trang cũng khá là khó khăn. Lớp bay màu bám tốt, dù Linh có dùng tẩy trang chuyên dụng nhưng phần lòng môi cũng sẽ đọng lại một chút chút. Màu Mystery Fix 004 nhìn ở chổi son thì có vẻ là một tông hồng tím pha chút đất, nhưng khi lên môi Linh thì không hiểu sao lại có tí ánh cam cam đỏ đỏ. Tông màu khá là dừ và đậm nên là nếu dùng thì mình sẽ dùng vào buổi tối hoặc là ưu tiên đánh lòng môi hơn. Đến màu cuối cùng rồi, Mystery Beach 005 là màu tông son đỏ lạnh truyền thống. Vì là son bóng nên màu sắc khi đánh lên cũng sẽ khác với tông son lì. Thường thì Linh thấy son bóng có vẻ tươi hơn chút xíu vì có lớp bóng. Màu này dù lên da rất là đẹp nhưng lớp base để lại hơi rực rỡ nên đó chính là điểm trừ duy nhất của màu này. Tổng kết lại thì Linh sẽ chọn 001, 002 và 003 là 3 màu mà Linh thấy đáng mua nhất. Điểm trừ tiếp theo là phân biệt màu hơi bị khó vì vỏ hoàn toàn rất là giống nhau nên mỗi lần đánh phải xem kỹ phần đế son để xem màu nào với màu nào cũng khá là bất tiện xíu xíu. Oh,
Vậy là mình đã spot xong 5 màu son của dòng Valentine rồi. Thật ra cái dòng Valentine này mình thấy khác hẳn với các dòng son tin bóng mà gần đây mình sở hữu. Các dòng son tin bóng khác thì sau khi mà mọi người lau môi tẩy trang đi thì son sẽ gần như là trôi đi hết. Nhưng mà cái dòng son này thì mọi người có thể thấy như trên môi mình là mình đã tẩy trang đi hết rồi, nhưng mà vẫn còn một cái lớp base màu ở bên dưới. Cái lớp base màu này nhiều mọi người thì không thích, nhưng mà mình thì mình cũng khá thích là base màu. Vì nhiều khi là ăn xong mình không kịp đánh son lại thì môi nhìn vẫn khá là ổn, không bị tái nhợt đi sau khi mà mình ăn uống ấy. Đây là cũng là một điểm cộng cực kỳ mà mình cực kỳ thích ở dòng son này. Điểm cộng thứ hai nữa đó chính là cái vỏ son thiết kế lần này rất là xinh. Tuy nhiên là cái vỏ son nó lại kiểu baby xinh xinh như này, nhưng mà cái màu son bên trong nó lại hơi hướng tông đất một chút. Vậy nên là mình bộ son này mình không ưng màu cho là lắm. Đó là những cái điểm mà mình nhận xét về dòng son lần này. Nếu như mọi người thích video này của mình thì nhớ ấn like và subscribe kênh YouTube của mình để có thể theo dõi các video tiếp theo. Và mọi người có thể comment xuống bên dưới cho mình những cái chủ đề mà mọi người muốn này, những cái sản phẩm mà mọi người muốn mình review xuống bên dưới comment nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.